theo phản xạ cá nhân là khi mình lên cao cái mình là nó lên cao thế này, thì cái giọng bạn thứ nhất là nó bị mất cái độ ấm, nó rất là rõ ràng đúng không? Khi mà lên cao thì nó lên cao quá mà nó mất ở dưới nó sẽ mất cái độ ấm, đúng không? Và nó mất đi cái chân và rất là dễ bị mất sức nữa. Thì nên cái đó là cái kỹ thuật mà sau khi mình nghiên cứu và mình chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn có một cái góc nhìn, một cái phương pháp mà nó đúng hơn, nó chính xác hơn. Và cái quan trọng nhất là sau cái quá trình tập luyện á, các bạn rút, các bạn sẽ có một cái kỹ năng hát khỏe khoắn, hát bảo vệ giọng hát của mình và có thể hát được nhiều bài cùng một lúc, hoặc là hát được một cái khoảng thời gian dài mà không bị hư giọng và mất giọng, thì hát đúng này nó sẽ như vậy. Hello, xin chào các bạn đã đến với các video của năm 2021. Mình là thầy Phong Hai Nốt, giảng viên thanh nhạc. Đây, học hát nốt cao cùng thầy Phong Hai Nốt. Đây là công ty truyền thông quảng cáo. Ok, thì hôm nay mình sẽ nói về các ca khúc mơ hồ của Bùi Anh Tuấn. Sau một cái quá trình là tập luyện và nghiên cứu và hát hò rất nhiều, thì mình làm video hướng dẫn trên YouTube của mình, là trên kênh của mình á, thì cũng có nhiều bạn góp ý rất là hay. Và từ đó mình cũng sẽ mình nghe và mình suy ngẫm, mình thử, mình tập luyện, mình nghiền ngẫm, thì mình có nhiều cái cảm xúc trong đó. Và rất cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình ở những thời gian vừa qua. Và mình có những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ và những cái sau khi cái quá trình đó, thì mình sẽ chia sẻ lại trong hôm nay cho các bạn biết về cái cảm xúc của mình về cái ca khúc mơ hồ. Và sau đó là mình sẽ tiếp tục, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát một cái kỹ thuật mà mình sau một cái quá trình mình cho rằng là nó là tốt nhất để các bạn có thể một cái hướng đi, một cái định hình rõ ràng về để hát cái ca khúc khó đến như vậy của Bùi Anh Tuấn với cái cao độ đúng luôn của bài gốc ha. Chứ mình không phải là mình hát mình giảm tông mình hát thì còn gì để nói rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã góp ý và chia sẻ và đồng hành với mình trên kênh của mình. Và nói chung, và những bạn đã góp ý vào ca khúc mơ hồ của mình, ca khúc vào cái video hướng dẫn của mình, và mình đã lắng nghe và mình đã cải thiện rất nhiều về phương pháp giảng dạy và cách hát, để cho càng ngày mình đưa ra những cái yếu tố nó giảng dạy thanh nhạc nó càng ngày càng hiệu quả hơn, để giúp đỡ mọi người hát hay hơn, nhanh chóng, dễ dàng, có một cái góc nhìn nó cụ thể hơn, nó tốt hơn cho mọi người. Đó thì có nhiều bạn trên kênh của mình á, thì bạn chia sẻ là bạn nói là thầy hát cái giọng bị mỏng quá. Ok, mình góp ý, mình lắng nghe. Hoặc là thầy hát chưa hay như thế nào thì mình cũng chưa biết, hát tệ. Mấy cái đó là chê, đó là chỉ trích rồi, đúng không? Nhưng mà thôi, thì mấy vấn đề mình đang nghiên cứu cái sự góp ý á. Đó thì mình xem rồi hát mỏng quá nè, rồi hát phải thầy phải hát chest voice, chest ti cái gì đó để cho nó căng lên, nó dày lên, nó khỏe lên. Rồi mình cũng nghiên cứu rất nhiều ở cách hát của Bùi Anh Tuấn và cách hát của rất nhiều các bạn YouTuber trên mạng, các bạn hát cover. Thì mình sau cái quá trình đó, mình lại tiếp tục mình nghiên cứu, mình phát triển thêm những cái ca sĩ bên nước ngoài đó. Những ca sĩ bên nước ngoài, những cái video hướng dẫn bên nước ngoài rất là chi tiết, thì mình thấy được là rút ra được nhiều cái yếu tố. Đầu tiên đó, là mình không nên hát bài mơ hồ với cái cao độ đó quá căng. Bởi vì nếu mà bạn hát quá căng á, thì nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề là bạn bị vỡ giọng khi lên cao. Và rất nhiều các bạn ở Việt Nam này, mình coi video của các bạn trình diễn á, rất khó để các bạn có thể gọi là hát liên tục hết bài từ đoạn đầu cho tới đoạn lên tông mà nó không bị vỡ và nó không bị xấu cái nốt nhạc. Đó thì rất ít, rất hiếm luôn. Mình chưa thấy được bạn nào hát được như vậy mà kéo căng từ đầu tới cuối.
Đó thì cái đó là một cái vấn đề là mình cảm thấy là các bạn nên suy nghĩ thêm là sức người có giới hạn, mà khi mà chúng ta hát một bài hát quá cao quá khó, cái quãng giọng được dạng là quãng giọng của nữ luôn á, chứ không phải là quãng giọng của nam nữa, đúng không? Nó lên tới mi pha trên, nó pha năm, nữ nữ cao mới hát được như vậy, nữ 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 mà nữ chung chưa chắc là đã đu được tới cái nốt đó, đúng không? Đó thì mình thấy không, nếu mà cao như vậy thì mà mình kéo giọng thật lên, mà mình kéo hết gì thì cái sức của mình nó có đủ hay không? Và nếu như bạn bạn hát được một bài một lần, nhưng bạn có đảm bảo với tôi là trong cái show diễn của bạn, bạn hát 10 bài như vậy bạn hát được hay không? Hay là chỉ tới bài thứ hai, bài thứ ba là mình bị vỡ giọng, mình mất giọng, mình hát không được luôn, hơi mình mất luôn, đuối quá sức đâu mà hát. À, vậy thì mình học thanh nhạc để làm cái gì? Mình học kỹ thuật thanh nhạc để mình có thể biết sử dụng giọng hát của mình một cách thông minh nhất, và có thể giúp cho mình hát nhiều bài cùng một lúc, 10 bài, 20 bài cùng một lúc mà không bị mất giọng trong cái show, trong cái live show của mình, ví dụ như vậy. Và có thể là trong một cái quá trình dài, ví dụ nhiều năm mình tập luyện, nếu một cái quá trình mà tập luyện mà kỹ thuật thanh nhạc nó không tốt đó, hát kiểu hát hát kiểu bản năng thì các bạn sẽ bị hư giọng, có bị mất giọng, và có thể là hư luôn giọng luôn và không thể hát được, nghĩa nó cao nữa, bởi vì nó làm tổn thương cho cái giọng của mình, tổn thương cho cái thanh quản của mình nếu như mình không biết cách hát. Vậy học thanh nhạc không chỉ giúp mình hát hay hơn mà giúp mình bảo vệ cái giọng hát của mình để mình có thể hát ở một cái cường độ liên tục nhiều năm trời, hoặc là nó giữ cái giọng hát của mình cho tới cuối đời để mình có thể hát hoài, chứ không phải là ca sĩ là chỉ có một cái đoạn đường không có. Đó là một cái quá trình, đó là kỹ năng ca hát. Đó thì các bạn nên có những cái góc nhìn rất là cụ thể như vậy, không mình theo mình không nên hát căng gì đó. Một chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách hát mà sẽ giúp cho các bạn kiểm soát được cái giọng hát của mình và có kỹ năng mà giữ giữ cái giọng của mình, bảo vệ cái giọng của mình, nhưng nó vẫn đảm bảo là hay khi các bạn vào thu âm, và kể cả các bạn hát live trên sân khấu. Đó, cái hay đó là khi mà vào thu âm và kể cả hát live thì cái cách hát đó nó sẽ giúp cho các bạn hát hay hơn rất nhiều, và có thể giúp cho các bạn hoàn thiện cái bài diễn và cái show diễn của mình nó hiệu quả. Đó thì theo mình nó là như vậy, nên nên hát thật là khéo léo, phải có kỹ năng ca hát đúng, một cái góc nhìn đúng à, chứ hạn chế nếu mà các bạn hát những cái bài thấp thấp như những cái bài khác khác ca sĩ khác không nói, nhưng đối với Bùi Anh Tuấn là những cái bài mà dành cho những bạn nam thích đu dây điện giống như mình, thì mình thích đu dây điện thì mình phải biết cách giữ cái giọng hát của mình, và mình phải biết cách kiểm soát cái giọng hát của mình một cách thật là khéo léo. Nên các bạn phải phải bình tĩnh, đừng vội vàng, và hãy tin tưởng rằng những cái kiến thức của mình nó sẽ giúp ích được cho các bạn, bởi vì chính bản thân mình làm được, mình có thể hát được liên tục những cái bài cao như của Bùi Anh Tuấn, như Mơ Hồ vân vân liên tục mà không bị mất giọng. Và mình có cái sự góp ý của các bạn là làm sao để cho nên hát cho giọng dày hơn. Đó đó là cái vấn đề thứ hai á, là cái vấn đề mà giọng của mình nó bị mỏng quá à, là giọng của mình là giọng tenor, và trong cái quá trình tập luyện mình tập sai, mình tập sai, mình chính thức là vậy, mình học quá trình mình học sai và làm cho mình mất giọng luôn. Và từ đó đó là mình nghiên cứu phát triển thì làm sao để những cái giọng tenor như mình, giọng năm cao, mình có thể hát dày và hát ấm được. Đó thì mình cảm ơn các bạn đóng góp, những cái đóng góp của các bạn á là những cái bài học rất là quý giá dành cho mình thật sự. Đó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách hát mới ca khúc Mơ Hồ của Bùi Anh Tuấn vào năm 2021, do mình đúc kết từ những góp ý của các bạn và sự nỗ lực nghiên cứu của mình để ra một cái cách hát mới. Mời các bạn lắng xem. Ok, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách hát mới nha các bạn nha. Để ý là khi mình hát á, thường á, có một cái thói quen là khi mình hát cao á, là mình sẽ dâng, thứ nhất là gào lên, mình bỏ cái gào lên đi nha,
mình sử dụng hơi thở, sử dụng khoảng vang và sử dụng cái lực hát độ bạn nhẹ, nó hợp lý, nó vừa phải, nó cân bằng với nhau và nó tác động vào một điểm, và cái điểm đó là cái điểm mà mình luôn phải giữ chắc. Nếu mà mình không giữ nó, mình lên cao cái mình mất nó, thì mình sẽ có chịu những cái tình huống gọi là bị cao thanh quản, mất giọng hoặc là đau giọng, đau cái thanh quản, đau cổ họng cực kỳ lắm. Thì cái vị trí đó là vị trí mình thường hay sử dụng, mình hay chia sẻ cho các bạn trên mạng lắm, là vị trí ở cái phần khoảng vang ở trên miệng. Ồ, và nhất là càng lên cao thì mình phải kìm cái khoảng vang nó xuống cầm, kìm thật là chắc để cho nó thôi, để cái khoảng vang, cái hơi thở ngay đây nè, nó không có bị đẩy lên trên và nó mất đi ở dưới. Nó mất cái chân là nó sẽ té mất cái chân là nó sẽ lảo đảo, và giọng các bạn sẽ mất cân bằng và sẽ có những cái tác hại, những cái hậu quả về sau đó. Vì về cái hơi thở thôi, luôn khi lên cao thì cái này nó phải kìm xuống thật là chắc, thì nó sẽ vừa tạo cho mình một cái giọng hát dày hơn, và nó vừa tạo cho mình một cái nốt cao chắc chắn hơn, chắc cú hơn, bởi vì cái chân nó chắc thì nó dễ nhảy nó bật lên. Còn cái chân nó mà yếu, cái chân âm thanh nó mà yếu là nó xì luôn, nó gãy luôn. Thì bây giờ mình sẽ hát mẫu cho các bạn nha. Ngồi nhìn xa xôi, mà thấy có màu giống Bùi Anh Tuấn không? Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tôi, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió bút màu nắng mà rơi, nhẹ đắng khóe môi, rồi một ngày nữa lại trôi. Khi mình hát ở đây nói, ngồi nhìn xa xôi. Đó, các bạn lý do tại sao mà Bùi Anh Tuấn giọng rất là hay, rất là tình cảm. Bởi vì các khoảng vang của giọng hát Bùi Anh Tuấn được kích hoạt rất hay. Cái này nó gọi có thể là do Bùi Anh Tuấn học, hay là do bản năng trong cái giọng nói, cái giọng hát của Bùi Anh Tuấn có rồi. Thì bây giờ Bùi Anh Tuấn áp dụng vô lý do tại sao Bùi Anh Tuấn là một người có một cái chất giọng rất hay và có tài năng, đúng không? Đó, thì mình không có thì mình tập thôi, mình tập được như vậy. Thì các bạn xem video này và các bạn có thể là các bạn hình dung và các bạn bắt chước theo, rồi có gì đâu. Âm nhạc nó là sự khả năng bắt chước, mình thấy hay mình bắt chước thôi, có gì đâu. Đó, mình chỉ ra các bạn những cái chia sẻ như vậy. Thì các bạn cứ hát theo để nó hình thành một thói quen hơi thở, và giữ nguyên cái hơi thở đó, cái khoảng vang đó, cái lực đó, cái sự khéo léo đó. Các bạn cố gắng cảm nhận nha. Mình sẽ làm tiếp tục, mình làm mẫu cho các bạn để các bạn cảm nhận. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đến bóng đêm. Tìm phút nằm mềm, một người đông đêm. Tìm ai. Rồi khi mình lên cao thì mình ơi, rồi mình giữ nguyên cái đó luôn nha. Mình đừng kéo rồi lên ê, giữa sương mơ chật lất luôn. Hạ nó xuống nhẹ nhàng như thế này. Và mình sẽ hát là Trần về giữa sương mơ loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Rồi thử nha ha. Các bạn lại nghe nè, mình các bạn nghe lại một lần nữa nha. Trần về giữa sương mơ loay hoay anh ngỡ như đang mơ em, đúng không? Trần về giữa sương mơ loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Nó vẫn rất vang, nó vẫn rất nhẹ nhàng, tình cảm, yêu thương, nó không cần phải gồng cắn. Nếu các bạn hát theo bản năng không có học thì nó sẽ như thế này. Trần về giữa sương mơ loay hoay anh ngỡ. Các bạn hát như vậy nghe nó rất là căng, nghe rất là ghê gớm, nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn bị mất sức,
và không đủ sức để có thể là lần 1, lần 2, lần 3 lên tông. Và những bài tiếp theo các bạn sẽ bị đuối sức dần đi. Thì cái đó gọi là không có học, cái là không biết cách kiểm soát cái giọng hát của mình. Không biết cách kiểm soát là không có học. Tự thử có học người ta mới biết chứ, khơi khơi sinh ra ai biết được cách kiểm soát giọng hát đâu, đúng không? Chắc là không đâu ha. Chỉ có tài, bạn có tài. Chứ mà việc mà bạn có tài với bạn có kỹ năng là hai cái vấn đề khác nhau. Kỹ năng là một quá trình do học tập, rèn luyện và nỗ lực đúc kết ra, nó hình thành cái nhận thức, thì ra như thế này là đúng, nó gọi là kỹ năng, đúng không? Còn cái mà bản năng bạn sinh ra bạn có thì nó gọi là tài năng, nó không có liên quan gì nhau á. Ngày nay kỹ năng nó mới quyết định thành công của cái tài năng. Cho nên á là việc học nó rất là quan trọng, và học phải học đúng nữa, chứ đừng có gồng cổ lên mà hát rồi các bạn mất hơi, các bạn mất sức, các bạn mất lực, rồi lúc nào các bạn hư giọng luôn. Bạn hát sai nó sẽ hình thành một cái thói quen sai, và từ đó giọng bạn mất luôn. Cho dù tài năng bạn cỡ nào đi nữa, giọng bạn cũng sẽ mất dần đi, và càng ngày bạn hát càng tệ đi. Thực tế là như vậy. Vì vậy hãy tập cho đúng ha. Bây giờ các bạn xem lại nha. Chuẩn về giữa sương mơ ngày nào vẫn hoang sai biết cứ mong chờ, rồi khi bóng đêm tan hoang mang sương lai giấc mơ đang tan dần. Tận dụng được khoảng vang, được hơi thở, được lực hát, và giọng hát của mình nó cân bằng ở một cái khoảng vang ở đây rất đẹp, nó giữ chắc 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 và nó thật là khéo léo thì chúng ta sẽ hát được rất là thoải mái và không có bị căng thẳng. Đó là cái cách mà mình đúc kết được từ rất là nhiều việc tập luyện và sự nghiên cứu của mình. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là không thể là hát mà lúc nào cũng phải mạnh được, nó phải có sự mạnh nhẹ tình cảm. Ví dụ vào đoạn đầu thì rất là dễ dàng bạn xử lý tình cảm, nhưng mà qua phần điệp khúc rất là khó xử lý cái phần tình cảm đó, thì làm sao để mình có thể xử lý được? Mà các bạn có thể nghiên cứu trên cái video của mình, ok nha. Thử một lần nữa nè, mình sẽ xử lý tình cảm. Trượt về giữa sương mơ loay hoay anh ngỡ như đang mơ em, chữ ngỡ loay hoay anh ngỡ ngỡ loay hoay anh ngỡ như đang mơ em, ngày nào vẫn hoang sai biết cứ mong chờ. Mới đoạn đầu thì mình không có nói là ai biết, cái đó mình để dành cho đoạn sau đi. Đoạn sau mình có thể dùng lực vào một tí để cho nó đầy hơn, nó sáng hơn. Còn mới đoạn đầu thì mình không có cần phải dùng lực nhiều đến như vậy, nó sẽ căng thẳng và nó nghe khó, nghe chói tai lắm. Các bạn nghe cái bản thu âm của Bùi Anh Tuấn bản thu á, thì các bạn sẽ thấy đoạn đầu Bùi Anh Tuấn xử lý như vậy, nhưng đoạn sau bắt đầu Bùi Anh Tuấn sẽ kéo căng lên một số đoạn ha. Tiếp tục. Rồi khi bóng đêm tan hoang mang sương lấy, đó hoang mang sương lấy giấc mơ đang tan dần. Khi anh lang thang một mình bơ vơ tìm nỗi nhớ mơ hồ, có một cái sự tình cảm nỗi nhớ mơ hồ đó, một cái sự tình cảm, một cái sự nức nở nào đó vào trong giọng giọng hát, trong cái cách xử lý của mình. Qua lần 2 thì mình sẽ hát khác đi. Thì ví dụ như lần 2 điệp khúc thì mình sẽ hát là Trượt về giữa sương mơ, vẫn giữ cái tình cảm nha, không để mất cái tình cảm. Loay hoay anh ngỡ như đang mơ em, ngày nào vẫn hoang say biết cứ mong chờ. Bắt đầu nó nghe nó căng hơn được một chút, đẩy cảm xúc lên. Rồi khi bóng đêm tan hoang mang sương lai, đó bắt đầu nó có một chút căng căng. Sương lai
giấc mơ đang tan dần. Giữ vẫn giữ âm thanh ở đây, không cho nó di chuyển ở đâu hết nha. Khi anh lang thang đâu vậy, một mình bơ vơ tìm nơi nhà, bắt đầu lên tông trần giữa sương mơ đó, bắt đầu bắn nè trần giữa, nhưng mà vẫn phải tình cảm, vẫn phải giữ cảm xúc, cái sự khéo léo đó. Trần giữa sương mơ lời hoài anh như đang mơ em, ngày nào vẫn anh sẽ biết cứ mong chờ, rồi khi bóng đêm tan mong bao giờ lấy đó, đúng không? Đúng rồi, chịu lấy bạn bạn thích, nó có nhiều cách hát, ví dụ như bài hát gió thì nó sẽ như thế này. Mong bao giờ lấy vẫn được, và nếu mà mình muốn kéo căng ra phải không cũng được, nhưng mà ví dụ mình hát gió đi thì nó sẽ đi tiếp, đoạn sau nó sẽ căng. Hằng mong sương lai, hằng mong sương lai, giấc mơ đang tan dần. Vừa đủ, hoặc là mình bạn bạn có thể là kéo cái chỗ chữ lấy á, nó căng ra rồi đoạn sau bạn nhả lại, cái đó là do cách cách mình xử lý thôi. Ví dụ là rồi khi bóng đêm tan hoang mang sự lấy không căng lên, hoang mang sự lấy giấc mơ đang tan dần. Đó là cái cách do mình xử lý làm sao nó phù hợp. Nhưng mà các bạn thấy đó, khi mình hát nó tới hát luôn nói ra này, mình vẫn không bị mất quá nhiều sức. Và nếu như mình tập trung vào việc kiểm soát hơi thở ở vị trí khoảng vang cân bằng, khoảng vang cân bằng ở đây, và kìm nó xuống càng lên cao, phải kìm nó xuống chứ đừng cho nó theo phản xạ cá nhân, là khi mình lên cao cái mình là nó lên cao thế này thì cái giọng bạn thứ nhất là bị nó bị mất cái độ ấm, nó rất là rõ ràng đúng không? Khi mà lên cao thì nó lên cao quá mà nó mất ở dưới, nó sẽ mất cái độ ấm đúng không? Và nó mất đi cái chân và rất là dễ bị mất sức nữa. Thì nên cái đó là cái kỹ thuật mà sau khi mình nghiên cứu và mình chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn có một cái góc nhìn, một cái phương pháp mà nó đúng hơn, nó chính xác hơn. Và cái quan trọng nhất là sau cái quá trình tập luyện á, các bạn rút, các bạn sẽ có một cái kỹ năng hát khỏe khoắn, hát bảo vệ giọng hát của mình, và có thể hát được nhiều bài cùng một lúc, hoặc là hát được một cái khoảng thời gian dài mà không bị hư giọng và mất giọng thì hát đúng này nó sẽ như vậy. Ok, chúc bạn sẽ thành công và chúc các bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ trong năm 2021. Bye bye.